sập hàng loạt dịch vụ tại Mỹ. Các báo cáo trên Twitter và trang phát hiện sự cố Dow Detector cho biết, Google gặp sự cố ngừng hoạt động hàng loạt dịch vụ vào khoảng 14 giờ, ngày 19 tháng 8, theo giờ bờ đông nước Mỹ. Trong thời gian Google gặp sự cố, người dùng tại các khu vực bị ảnh hưởng không thể truy cập hoặc gặp lỗi gián đoạn với Google Drive, Gmail và dịch vụ tìm kiếm. Theo Znet, Google đã xác nhận tình trạng sập một số dịch vụ và cho biết đang trong quá trình khắc phục ngay khi phát hiện sự cố xảy ra tại Mỹ. Các khu vực chịu ảnh hưởng sự cố của Google lần này được xác định là gần như toàn nước Mỹ, Sao Paulo của Brazil và Santiago của Chile. Tại châu Âu, sự cố dường như ít nghiêm trọng hơn tại London cũng như một loạt các thành phố lớn của Đức và Hà Lan. Sau hơn 30 phút sự cố được ghi nhận, Google gửi lời xin lỗi đến người dùng bị ảnh hưởng đồng thời cho biết các lỗi dịch vụ đã được khắc phục. Tuy nhiên, gã khổng lồ tìm kiếm không cho biết nguyên nhân sự cố lần này.